bạn thân mến, có thể nói mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được gọi là mẫu nhà quốc dân được rất nhiều gia chủ săn đón trong thời gian vừa qua. Và hôm nay thì Tân Á xin giới thiệu tới các bạn vẻ đẹp của mẫu nhà quốc dân được Tân Á thiết kế cho gia đình chị Huyền tại Yên Phong, Bắc Ninh. Mẫu nhà 2 tầng đẹp của gia đình chị Huyền tại Yên Phong, Bắc Ninh với diện tích là hơn 200m2 ở vị trí thông thoáng, nền đất đẹp. Nhìn tổng quan, phong cách hiện đại được thể hiện trong từng đường nét ngoại thất của ngôi nhà. Có thể kể đến là hệ mái Nhật, màu xanh than nổi bật trên tổng thể sơn màu trắng, tinh tế, nhẹ nhàng, hiện đại. Kết hợp với màu nâu khung cửa ở khu vực tầng 1, sổ khung sơn xám ở tầng 2. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, cân đối, vô cùng bắt mắt và nổi bật. Cửa nhôm sinh pha kết hợp kính cường lực không chỉ mang đến cho ngôi nhà sự sang trọng hiện đại bắt mắt mà còn giúp lấy nắng, lấy gió tự nhiên một cách tối ưu nhất. Và tiếp theo công năng được chúng tôi bố trí cho ngôi nhà như sau. Với diện tích là 9,3 x 12m, căn nhà của gia đình chị Huyền được chúng tôi bố trí mặt bằng kiến trúc tầng 1, gồm một phòng khách, một phòng thờ, một phòng ngủ, khu vực bếp cộng ăn và khu vực vệ sinh. Lên tới mặt bằng kiến trúc tầng 2 thì được chúng tôi bố trí một không gian phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ, khu vực vệ sinh và sân phơi. Các bạn vừa được theo dõi mẫu nhà 2 tầng mái Nhật được Tân Á thiết kế cho gia đình chị Huyền tại Yên Phong, Bắc Ninh. Hy vọng thông qua mẫu nhà đẹp vừa rồi, các bạn sẽ có thêm một gợi ý cho tổ ấm trong tương lai của mình. Nếu như các bạn có nhu cầu thiết kế nhà thì hãy nhấc máy và gọi ngay hotline cho chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.